Kính thưa quý vị, là video này thì trên Gỗ Minh Châu chúng tôi xin gửi tới quý vị một cái tấm tranh quạt có cái tích là thuận buồm xuôi gió với cái vân gỗ cực kỳ đặc biệt và cực kỳ đẹp. Màu sắc thì cực kỳ là nhã nhặn, màu cánh gián rất là hợp tông chuẩn của gỗ hương, đúng không ạ? Này là gỗ hương cực kỳ xịn luôn, hương đỏ của Nam Phi. Và quý vị có thể thấy là nhiều những cái sản phẩm khác hoặc nhiều những cái cơ sở khác có những tấm hương đỏ Nam Phi, màu nó rất là đỏ và xấu, gần như cái đỏ như cái nền của cái biển kia. Nhưng đây quý vị có thể thấy cái tấm thuyền này của chúng tôi cũng là chất liệu hương đỏ đó này. Và quý vị có thể thấy cái vân của nó cực kỳ đẹp luôn. Và kích thước phủ bì của cái tấm quạt này là chiều ngang là 1m và cao là 50, với độ dày là 3 phân và độ bền tuyệt đối luôn, bởi vì gỗ nó quá khô rồi. Khi cái gỗ hương đỏ này một khô là nó sẽ hết cái nhựa của nó đi và cái màu đỏ của nó sẽ hết. Đây quý vị có thể thấy thì cái màu sắc của nó rất là đẹp. Đây quý vị có thể thấy cái đằng sau của nó thì nó đỏ hơn, đúng không ạ? Và đằng trước thì chúng tôi cũng đã phải tẩy đi để tắm trắng cho nó đi. Đấy, đã được chúng tôi làm những cái thang rất là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Đấy thì màu sắc thì không thể chê vào đâu được, quá đẹp, quá tuyệt vời quý vị ạ. Vân của nó thì đẳng cấp luôn, đúng không ạ? Một mức này thì chúng tôi bán giá nó rẻ lắm quý vị ạ, chỉ có 1.500.000 đồng thôi, chỉ có 1.500.000 thôi. Cái giá này là cái giá mà là cực kỳ là rẻ, nó không có lãi rồi. Nên quý vị mong quý vị đừng mặc cả. Quý vị nào mua thì cho số điện thoại và địa chỉ, thế là xong, đúng không ạ? Quý vị chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ, còn mọi việc thì chúng tôi lo, chúng tôi sẽ ship đến tận nơi cho quý vị. 1.500.000 là bao ship luôn. Đấy, 1.500.000 là bao ship luôn. Thì quý vị có thể thấy được là trực tiếp đây, chúng tôi đang quay đây, đúng không ạ? Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Quý vị nào mua thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 và nhắn cho chúng tôi xin số điện thoại và địa chỉ, đúng không ạ? Thì chúng tôi sẽ ship đến tận nơi, 1.500.000 bao ship, giá rất công khai, rất minh bạch, đúng không ạ? Ai mua cũng cùng giá đó, không có bị hớ, không có bị lỗ gì cả. Và lưu ý là quý vị nhớ bấm vào cái nút chuông theo dõi của chúng tôi, bấm vào đăng ký kênh, sau đó bấm vào nút chuông theo dõi thì quý vị sẽ được theo dõi chúng tôi. Và quý vị khi mà có những cái clip mới của chúng tôi đăng lên, những cái tác phẩm mới thì quý vị có thể chọn lựa được. Và không có gì tuyệt vời hơn khi mà mình chọn được những cái tác phẩm ưng ý nhất, đúng không ạ? Ưng ý vì cái sở thích của mình và cái hợp với cả cái túi tiền của mình, đúng không ạ? Thì quý vị nhớ bấm vào theo dõi chúng tôi, bấm vào đăng ký kênh và bấm vào nút chuông theo dõi. Thì khi mà chúng tôi đăng tải một video bất kỳ nào lên là YouTube sẽ thông báo ngay lập tức tới điện thoại cho quý vị hoặc TV nhà quý vị. Thì khi đó quý vị sẽ là người xem đầu tiên và sẽ chọn được trước những người khác ạ, những cái tác phẩm mà mình ưng ý nhất, đúng không ạ? Ở đây là cái studio chúng tôi đã sang sửa lại, đúng không ạ? Bày biện bọc giấy bóng hết và treo lên, đã treo lên là phải bọc giấy bóng, bởi vì là qua thời gian độ khoảng một tuần thôi thì nó đã bụi bám đầy rồi. Chúng tôi cứ úp xuống dưới như này thì nó an toàn, nó sạch, nó đẹp mãi này. Nhưng đã treo lên tường thì là chỉ còn một tuần thôi là nó bụi bám rất là nhiều, nên chúng tôi đã phải bọc hết giấy bóng rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, quý vị có thời gian có thể về trực tiếp tại studio của chúng tôi, shop trưng bày của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, đúng không ạ? Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những clip, những cái tác phẩm độc đáo tiếp theo. Và mong là quý vị sẽ chọn được những cái tác phẩm mà mình ưng ý nhất. Xin một lần nữa xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.